Trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện phong trào vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng đường, hẻm, trong gần 2 năm, người dân thành phố đã hiến 197.618 m² đất, tương đương hơn 19 hecta, trị giá hơn 672 tỷ đồng để mở rộng 1.237 tuyến đường, hẻm giúp thuận tiện đi lại. Trong đó hơn 500 dự án được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025 nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Về quy hoạch đô thị, đối với các tuyến hẻm trong khu dân cư hiện hữu, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành quy định chi tiết, tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cấp. Các khu vực chưa có quy hoạch sẽ được điều chỉnh theo tiêu chuẩn mới, đồng thời thành phố sẽ tiếp nhận ý kiến người dân nhằm gia tăng sự đồng thuận. Chủ trương vận động người dân hiến đất mở rộng đường, hẻm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai xuyên suốt từ năm 2000 đến nay với hai giai đoạn chính, từ năm 2000 đến năm 2021 và từ năm 2022 đến hiện tại. Trong đó, ở giai đoạn 1, đã có hơn 168.000 hộ gia đình hiến tặng 5,3 triệu m² đất với tổng giá trị ước tính lên tới 10.000 tỷ đồng, giúp thực hiện 5.230 dự án mở rộng đường, hẻm trên toàn thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai cũng gặp không ít thách thức trong quy hoạch kiến trúc hay giải quyết thủ tục xây dựng, sửa chữa nhà sau khi mở rộng hẻm. Hiện thành phố vẫn đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì và thúc đẩy phong trào hiến đất mở rộng hẻm trong khu dân cư ở Thành phố Hồ Chí Minh.